chương trình. Ở tập bá màn của Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh, với chiến thuật cướp không nói nhiều, huấn luyện viên Phương Thanh và Đỗ Hoàng Hiệp đã nhanh chóng dẫn đầu và mang về cho đội mãn ưu đập 3 chiến binh đầu tiên. Hai huấn luyện viên còn lại chỉ khiêm tốn khi mang về cho mỗi đội một bản nhạc. Tập tiếp theo của vòng lập đầu sẽ chứng kiến sự xuất hiện của những bản nhạc đầy tài năng, đại diện đến từ miền Trung, Brainwave, ban nhạc với thủ lĩnh nữ cường, B.O.F, phong cách độc đáo với Bushido, những chú khấu mèo tinh nghịch, Raccoon, ban nhạc cá tính, Unlock, Phách Ca, gương mặt trẻ đến từ thủ đô, và AquaBand với số lượng thành viên áp đảo. Cuộc chiến lôi kéo về đội của các huấn luyện viên đã tiếp tục diễn ra đầy kịch tính. Chất rock của ban nhạc nào sẽ chinh phục được các huấn luyện viên? Tất cả sẽ có trong tập tối nay của Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi là Hoàng Phi, người sẽ cùng đồng hành với tất cả các bạn trong chương trình được chờ đợi nhất trong năm, Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Và chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty cổ phần truyền thông MOV thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền HTV 7. Vâng, và xin cảm ơn nhãn hàng Tiger Beer đã cùng đồng hành với chúng tôi, Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Và nhân dịp năm mới, chúng tôi xin được chúc quý vị khán giả xuân mãnh hổ, năm bùng nổ. Còn ngay bây giờ sẽ là đội hình những huấn luyện viên cực kỳ bùng nổ và bản lĩnh đã từng khuấy đảo rất nhiều sân khấu vì xuất hiện của họ. Vị trí của đội mãnh hổ gồm ca sĩ Phương Thanh, Đỗ Hoàng Hiệp, thủ lĩnh Ngũ Cung, rồi đại bàng trắng, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa, thủ lĩnh Bức Tường, guitarist Trần Tuấn Hùng, rồi Vương Hoàng Lửa, nữ ca sĩ Siu Black, linh hồn Microwave, vocal Đinh Tuấn Khanh. Vâng, và trước khi đến với tập 2 của vòng lập đội, chúng tôi sẽ được nhắc nhở với các huấn luyện viên, nếu như đã có đủ 5 thành viên, 5 ban nhạc trong đội của mình thì sẽ không được chọn những ban nhạc tiếp theo. Vì vậy kính mong các huấn luyện viên hãy cân nhắc trong việc lựa chọn những thành viên cho đội của mình. Đầu tiên em muốn hỏi chị Siu à, không biết là chị đã có bao nhiêu thành viên trong đội của mình à? Hình như là mới có 1. Đáng lẽ là chị chọn được 2 đó, nhưng mà sau cùng thì lại bị cướp mất. Ai cướp vậy? Đấy, cái cô mà có lông công, cái cô mà có lông công kia đã cướp mất. Ca sĩ trẻ Phương Thanh 18 tuổi đã nhận những thành viên của ca sĩ trẻ Siu Black 16 tuổi. Quá gần rồi, quá gần. Cả hai ca sĩ trẻ đều giành giật nhau các ban nhạc. Trong khi đây thì đội này là đội thiếu nữ, nhưng mà lại không có một cô gái nào về đội này. Ai mà ngầu vậy ạ? À, anh Hùng, ôi cặp mắt kiến thánh thần. Dường như cứ mỗi lần anh Hùng lên mắt kiến một cái là không có đội nào dám về với đội đại bàng trắng hết. Đúng rồi. À, đúng không anh Khoa, em nói vậy có đúng không ạ? Đúng rồi, nên là anh cảm thấy ấn tượng với cặp kiến này trước các thí sinh luôn rồi đó. Đó, em nghĩ nụ cười này nè, anh Hùng phải cười nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt ngầu lại để các bạn đỡ phải sợ. Bởi vì tên tuổi quá lớn rồi. Rất khó khăn cho các vị huấn luyện viên, bởi vì những màu sắc âm nhạc của những ban nhạc có mặt trong Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh là cực kỳ đa dạng. Còn ôi ở đội mãnh hổ gầm, tôi thấy tóc của chị Thanh đang lúc lắc. Ok, thủ lĩnh của núi rừng, mãnh hổ mãnh hổ gầm. Yeah. Không biết là những cái thành viên trong ban nhạc của chị Thanh có gây rắc rối cho chị Thanh không ta? Không, mãnh hổ gầm thì màu sắc rực rỡ, bởi vì là thủ lĩnh của núi rừng mà, chuồn chuồn cũng có, tất cả chúng ta đều quy tụ đủ màu sắc, rất đầy đủ, và chắc chắn chúng ta sẽ có một lợi thế rất là lớn trong cuộc chiến này. Yeah. Đó là trên lý thuyết thôi. À vâng. Đúng rồi, là câu đó. Lý thuyết thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần trình diễn của ban nhạc tiếp theo trong vòng lập đội tại tập này. Các huấn luyện viên chỉ có thể lắng nghe cái ban nhạc biểu diễn thôi, và chỉ khi nào bấm chọn mới thấy được ban nhạc lựa chọn như thế nào. Còn ngay bây giờ xin mời biểu tượng của chương trình đóng lại. Và ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn của ban nhạc đầu tiên trong tập 2 của vòng lập đội. Các bạn đã theo dõi Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Chúng mình là Brainwave. Brainwave được thành lập và phát triển ở thành phố Đà Nẵng. Chỉ có một mình là đến từ thành phố Gia Lai. Tới Đà Nẵng học tập thì mình đã có cơ hội để gặp anh em, và chúng mình đã chơi nhạc với nhau cũng khá là lâu rồi. Dòng nhạc của band theo đuổi là rock ballad. Mọi người đã quyết quay là sống Mà sóng âm thì có nghĩa là sự rung động, còn brainwave, brain có nghĩa là não, là sự rung động của cái não. Ngay từ đầu theo hướng rock ballad thì hành trang đó sẽ là những ca khúc thiên về ballad, thiên về cảm xúc. Cuộc thi lần này nó khác hẳn hoàn toàn so với những cuộc thi khác là vì cái độ lớn của nó, độ phủ rộng của nó. Và ca khúc sắp tới Ben xin gửi tới mọi người sẽ là một ca khúc được mang tên Mất Lối do chính keyboard của Ben sáng tác. Thông qua ca khúc này thì mong rằng những chuyện sau tình cảm nó tan vỡ thì mọi người đừng có bị mất lối như mình. Đừng buồn, có gì đâu mà buồn. Không có gì phải buồn cả. Khi giấc mơ qua, nỗi nhớ vỡ òa, trong tiếng chuông reo mình chợt nhận ra đã mất những ước mơ, mất những thói quen và mất đi một người ta đã yêu. Vì từ giờ hai chúng ta chẳng còn gì, nhìn em bước đi lệ trên khóe mi, dặn lòng mình phải cố gắng quên đi, chỉ là giấc mơ vui trong ký ức. Và từ giờ đây con tim nhức nhối yêu thương mất lối, vì sao em đã xa tôi để từng ngày trôi qua miên man lang thang góc phố, không có ai bên cạnh. Mùa đông đến nơi đây lạnh giá đôi vai gầy, làm sao bước qua đông dài để chờ một ai quay về chờ. Giấc mơ qua, nỗi nhớ vỡ òa, trong tiếng chuông reo mình chợt nhận ra đã mất những ước mơ, mất những thói quen và mất đi một người ta đã yêu. Vì từ giờ hai chúng ta chẳng còn gì, nhìn em bước đi lệ trên khóe mi, dặn lòng mình phải cố gắng quên đi, chỉ là giấc mơ vui trong ký ức. Và từ giờ đây con tim nhức nhối yêu thương mất lối, vì sao em nhớ xa tôi để từng ngày trôi qua miên man lang thang góc phố, không có ai bên cạnh. Mùa đông đến nơi đây lạnh giá đôi vai gầy, làm sao bước qua đông dài để chờ một ai quay về. Cần thời gian để không quan tâm về một người từng thương đã mãi đi xa rồi, để khi cô đơn chẳng còn nghĩ gì, để cho những giọt nước mắt không rơi và một chút tàn nhẫn để có thể gạt bỏ hết chúng ta. Và giờ anh phải quên đi. Và từ giờ đây con tim nhức nhối yêu thương mất lối, vì sao em nỡ xa tôi để từng ngày trôi qua miên man lang thang góc phố. chẳng có ai bên cạnh. Mùa đông đến nơi đây lạnh giá đôi vai gầy, làm sao bước qua đông dài để chờ một ngày quay về. Vậy là đã có hai đội huấn luyện viên lựa chọn các bạn. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng giới thiệu về ban nhạc của mình. Xin mời. Nhóm chúng em là Brainwave đến từ Đà Nẵng á. Thấy chưa, em nói miền Trung của em mà. Danh làm gì? Miền Trung cũng của tôi vậy. Thì ok, chị mới nghe ở Đà Nẵng là cái huấn luyện viên đã có vẻ đừng danh với tôi miền Trung nè, đừng danh với tôi. Ok, bây giờ chúng ta có thể giới thiệu về bài hát mà các bạn vừa trình diễn không ạ? Cái phần này em để cho anh keyboard. Bài này là em sáng tác. Chắc là sau một cuộc tình vụn vỡ. Anh nói có đúng không ạ? Sau một cuộc tình vụn vỡ. Dạ đúng rồi. À đúng rồi ơi. Đúng luôn nha. Thấy anh hiểu đội em chưa? Em còn lựa chọn gì cho xa xôi nữa. Như vậy đây là cuộc chiến giữa hai đội huấn luyện viên Mạnh Hổ Gầm và Đại Bàng Trắng. Rất tiếc chị Siu Black và anh Khanh, chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn ban nhạc mà thôi ạ. Đầu tiên chúng tôi sẽ được phỏng vấn ạ. Chúng tôi sẽ được hỏi đội trưởng đội văn công của nhóm Bức Tường ạ. Sao ạ? Anh Hùng, anh cảm nhận như thế nào về phần trình diễn của ban nhạc này? Qua những cái nét nhạc đầu tiên ấy, anh em tôi là hơi có một chút lưỡng lự bởi vì là nét ngọt ngào rất là êm đềm. Mình đã bảo là sao lại có một band chơi pop mà vào đây. Thế nhưng mà càng về sau thì bất ngờ. Nó giống như một cái cuộc tình của bạn ấy, là trắc trở, nó bắt đầu nó êm đềm, trong treo. Về sau thì có là những cái cơn bão. Nghe các bạn chơi thì rất là chắc tay. Và bạn biết là bạn chơi guitar solo rất thích. Thực sự rất thích cái phần trình diễn của các bạn. Và đặc biệt là có một bạn nữ chơi bass. Vâng, thưa các bạn. Đó là một điều vô cùng là thú vị. Bởi vì nữ chơi rock không nhiều. Tôi rất thích cái phần trình diễn này. Nhưng mà nếu như mà các bạn về đội của chúng tôi thì tôi tin rằng là cái phần trình diễn của bạn về sau nó sẽ hấp dẫn hơn nữa, cần phải bùng nổ hơn nữa cái sự hòa quyện trong âm nhạc cũng như cách trình diễn về cái hình ảnh, đúng không anh? Đúng rồi. Yeah, đó là thế mạnh của chúng tôi. Chúng tôi đã gọi là quảng cáo hết cỡ rồi đấy. Đó là những nhận xét từ đội Đại Bàng Trắng. Nhưng mà các bạn nên nhớ nha, đội Bàng Trắng là cái đội bấm sao nha các bạn. Mãnh Hổ Gầm mới là đội chứng nhận thực lực của các bạn sớm nhất. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chị Phương Thanh. Với Phương Thanh thì cái đội đầu tiên bao giờ cũng tâm lý nhiều nhất. Cảm xúc rất khó để mà tỏa hết năng lượng. Cho nên Phương Thanh đã bàn với Hiệp là sẽ nhấn đầu tiên để cổ động tinh thần các bạn trước. Nội dậy thôi là thắng rồi. Còn cái bài hát này với chất liệu người mới tan vỡ thì các bạn còn rất là trẻ. Tại vì sau một cái bức tường này nè, chúng tôi không thấy các bạn. Nhưng mà thấy được sự trẻ trung của band. Tại sao chúng ta lại không bấm cho những người trẻ để chúng ta cổ động và chúng ta lôi kéo về đội chúng ta? Chúng ta còn đi đường rất là dài cơ mà. Yeah. Vậy là ăn rồi. Vậy là ăn rồi. Đúng như anh Hùng nói lúc đầu, các bạn chưa thể hiện hết nội lực. Thì khi Phương Thanh bấm, Phương Thanh nói Hiệp ơi, có cái gì bùng cháy nữa không ta? Thì thật sự là các bạn rất thông minh, là các bạn để cuối cùng. Band của các bạn tuyệt vời. Nếu như các bạn không về team của chị với anh Hiệp thì thật là đáng tiếc. Đó, chị đã dùng cả những lời động viên lẫn những ngọt ngào. Tại sao các bạn lại không về chị? Vì trong này chị... Tại sao các bạn lại không về chị? Vì trong này chị trẻ nhất. Trời ơi. Đồng ý không à? Cái huấn luyện viên còn lại đồng ý câu đó không à? Đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Vừa nói là tất cả những lời lôi kéo từ bé Chanh, huấn luyện viên trẻ nhất trong khu vực này. Trong phạm vi 10 m thì không ai trẻ qua bé Chanh đâu. Ok. Vừa rồi các bạn vừa nhận được những lời nhận xét đến từ hai đội huấn luyện viên. Không biết là các bạn cảm nhận như thế nào, bạn muốn về với đội nào? Các bạn có thể bàn bạc với nhau để xem chúng ta sẽ về đội nào sẽ có nhiều lợi thế hơn. Ok. Và đã thống nhất. Bọn em đã có kết quả cuối cùng ạ. Và bọn em xin được về với đội của... Đại Bàng Trắng á. Bay ơi, bay thôi. Cảm ơn. Rainway đã quyết định trở về với đội của Phạm Anh Khoa và thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. Hands up. 1, 2, 3, 4, yeah. 1, 2, 3, yo. Cảm xúc của Rainway Ngay tại hiện tại lúc này thì rất là vui khi đã có được hai sự lựa chọn của team. Thực sự khi bên mình tham gia cuộc thi thì bên mình cũng có dự định là sẽ về team của Phạm Anh Khoa cũng như là của anh Tuấn Hùng. Nên khi mà được sự lựa chọn của team Đại Bàng Trắng thì tụi mình rất là vui, vì đúng với là định hướng của ban đầu tụi mình đã dự định. Thời gian sắp tới thì sẽ là một thời gian khá là căng thẳng để anh em có thể gửi tới khán giả những ca khúc và những sản phẩm có thể chất lượng nhất. Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Yeah! Xin chào mọi người, chúng tôi là B.O.F. Ban nhạc của em tên cũ là Bodies on Floor. Trải qua nhiều lần thay đổi thành viên thì tụi em quyết định là mình sẽ làm mới luôn. Thì mình sẽ dùng những cái chữ viết tắt của chữ Bodies on Floor và tụi em ghép lại thành cái tên band là B.O.F. Em là Trơn, vocal của band và cũng là trưởng nhóm của band. Nhìn em vậy thôi chứ em mít ướt lắm. Trơn rất là xông xáo và cực khổ để kiếm được những cái thành viên để ghép lại với nhau. Vòng thi đầu tiên đó là ca khúc Rơi. Tuy bài hát tên Rơi nhưng mà tụi em không muốn bị rớt nha mọi người. Ca khúc này là một bài nằm trong cái album sắp ra mắt của band. Nó nói riêng về cái trải nghiệm cá nhân của em. Thì em mong là cái bài nhạc của band sẽ là một cái người bạn đồng hành cho mọi người. Khi mà mọi người buồn, mọi người bật nhạc này lên nghe và mọi người cảm thấy được chia sẻ. Em mong là thông qua chương trình, tất cả các khán giả xem đài sẽ có một cái nhìn thoáng và đa chiều hơn về nhạc rock. Đang xóa dấu chân dừng lại tồn tại đằng sau đêm xa. Chợt nghe bóng ta hao gầy và cô nhìn lại một hôm mưa rơi, chợt tầng xóa dấu chân người. Phát khi là một hôm mưa rơi, chợt tầng xóa dấu chân người. Phát khi là một hôm mưa rơi, chợt tầng xóa dấu chân người. Phát khi là một hôm mưa rơi, chợt tầng xóa dấu chân người. Phát khi là một hôm mưa rơi, chợt tầng xóa dấu chân người. Go there, go there. Đoạn cuối bạn làm tôi hết hồn ha. Wow, wow, tuyệt vời. Đó. Như vậy là chúng ta đã có được một sự lựa chọn đến từ đội Mạnh Hổ Gầm của ca sĩ Phương Thanh và thủ lĩnh của Ngũ Cung. Rồi, xin mời các bạn hãy tự giới thiệu. Tụi em là B.O.F và em là Trơn, vocal và cũng là chủ nhóm band ạ. Ok. Các bạn chính là những gì mà chúng tôi đang tìm kiếm. Mạnh Hổ Gầm cần những chiến binh như các bạn. Mạnh mẽ lên. Yeah. Chúc mừng các bạn. Yeah, chúc mừng em. Một nét âm nhạc rất là trẻ trung. Âm nhạc của bạn rất phù hợp với sự cuồng nhiệt của Ngũ Cung. Các bạn đã có một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời từ phía đội Mạnh Hổ Gầm. Em có cái khả năng scream rất là tốt, nhưng mà khi mà nhạc lắng xuống thì khi đó anh mới nghe được cái giai điệu của em và cái lời của em. Còn cái lúc mà nhạc đang ồn á, anh không nghe được lời và không nghe được giai điệu. Anh không có cảm được cái cảm xúc của tụi em. Bên team của chị Thanh và anh Hiệp á, có dựng bài cho tụi em á. Em nên chú tâm về giai điệu nhiều hơn. Còn cái scream của em là rất tốt. Yeah, dạ, em cảm ơn. Okay. Không biết là bài hát này do ai sáng tác à? Dạ, bài hát này là do anh guitar soạn phần guitar trước và em viết lời và giai điệu ạ. À, bạn viết lời. Ồ, có vẻ như bạn quá nhiều vai trò cho một band đúng không? Một bạn nữ vừa leader vừa dạ, sáng tác. Bảo mẫu luôn anh. Bảo mẫu luôn hả? Bảo mẫu. Nhìn em vậy thôi chứ em mít ướt lắm. Thì thường là em hay khóc thầm. Hả? Một rocker hay khóc thầm kìa anh Khanh ơi. Ủa sao em lại gọi anh? Giống anh Khanh quá hay sao? Không anh đừng nói vậy, anh đừng nói vậy. Em chỉ gọi tên thôi, tại vì anh nhìn chững chạc nhất. Ở đây cũng có rất nhiều rocker hay khóc thầm. Em đừng có ngại gì hết á. Chuyện đó hết sức bình thường. Tại sao lại sáng tác bài hát Rơi này? Vì nghe nó, thật ra cái tựa bài hát và những cái gì diễn biến trong bài hát nó không hoàn toàn giống nhau chút xíu nào. Phi không thấy một đoạn nào rơi hết. Phi thấy sự mạnh mẽ, nội lực của các bạn thôi. Bài hát này bạn sáng tác trong hoàn cảnh nào ạ? Dạ, thật ra cái này là một cái trải nghiệm của riêng em, là tại vì những năm tháng ngày trước thì em có một cái trầm cảm nhẹ. Em muốn kể về những cái năm tháng mà khi em chỉ ở trong phòng và có 4 bức tường á, xong rồi có một cái câu lặp đi lặp lại hoài: có được những ai bên ta. Ồ đó. Dạ, thì thật ra cá nhân em thì em nghĩ ai cũng vậy thôi, là chúng ta đều có những giây phút thật là cô độc. Thì lúc đó chúng ta chỉ có thể ngồi một mình và ở bên cạnh chúng ta là bản thân chúng ta. Không còn ai bên ta. Đó là mục đích của bài hát này rồi. Nhưng mà phía đâu có vậy đâu. Bạn xung quanh bạn đang có rất nhiều những thành viên, những người anh em cùng bạn chinh chiến trên đấu trường này. Ok. Và chúc bạn sẽ có nhiều sáng tác hơn nữa, nhiều thành công hơn nữa. Và xin được chúc mừng Mạnh Hổ Gầm với thành viên đó chính là B.O.F. Hiện tại thì B.O.F rất là vui, tại vì đã được team của anh Hiệp và chị Chanh lựa chọn. Thì B.O.F mong là khi được vào team của anh chị thì sẽ có nhiều cơ hội học hỏi và trau dồi hơn. Và những cái vòng thi tiếp theo B.O.F sẽ cố gắng để làm tốt hơn nữa. Mọi người hãy ủng hộ cho B.O.F. Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Xin chào mọi người, chúng tôi là Poseidos. Hồi xưa lúc mà ban nhạc mới thành lập thì tụi mình rất là hay chơi cái bài hát Thủy Thần cho nên cảm thấy thích cái tên Poseidon, nhưng mà muốn có cái gì đó nó đặc biệt cho mình cho nên mình đổi một tí cái đuôi lại thành Poseidos. Ngoài chơi nhạc rock ra thì mình còn là một người thủy thủ. Mình vừa tốt nghiệp thì trình độ của tụi mình cũng còn có hạn cho nên là mình cũng muốn được học hỏi thêm và trau dồi thêm kiến thức về nhạc rock. Một cái mong muốn của mình sau khi chương trình lên sóng đó là nhạc rock sẽ được phổ biến, phổ thông hơn ở Việt Nam và được nhiều người biết đến, nhiều người nghe. Cũng mong là ban nhạc của mình sẽ có khả năng nổi tiếng sau chương trình này. Bài hát chúng mình lựa chọn là mang tên là bài Si. Si trong Si tình, Si mê em, và bài đó cũng đánh trên tông Si thứ. giờ không biết yêu là gì, nhưng yêu em lại thành không biết gì. Không có em đời buồn tê, không có em đời buồn tê, ngày dài tháng trôi mình anh lôi thôi trong căn phòng nhỏ. Không có em đời buồn tê, không có em đời buồn tê, chờ người đến. Trình diễn của Poseidos. Lâu rồi em mới thấy anh thân phấn khích như vậy ha. Đội Phượng Hoàng Lửa là đội đã nhấn chọn Poseidos. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nhận xét của các huấn luyện viên. Cái sự phấn khích này tôi muốn anh Khanh nghiêm ngẫm cái sự phấn khích này một lần nữa, bởi vì em thấy đội hình này khá tương đồng với Microwave. Anh sẽ không nói gì hết. Không, đâu được. Không nói gì hết. Anh sẽ không nói gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nhận xét từ các huấn luyện viên còn lại. Anh Hùng và anh Khoa nhận xét như thế nào về phần trình diễn của các bạn? Mình không bấm cho đến cuối. Về mình nghĩ rằng là mình muốn nghe nhiều hơn là muốn nhìn thấy và bị phân tâm bởi phần nhìn. Tuy nhiên có thể nói là các bạn đã có một màn trình diễn rất ăn ý với nhau. Các bạn thật sự đã đem lại được một cái sự phấn khích vô cùng. Đã chứng minh được là bạn tới đây để cho tất cả mọi người thấy có thể hát tiếng Việt ở trong cái dàn nhạc rock này rất tốt. Và chúng tôi tự nhận ra là mình sẽ phải gặp một đối thủ đáng gờm. Sở dĩ tại sao đội Mãnh Hổ Gầm không chọn vì đã có màu này rồi. Không phải các bạn dở đâu nha. Chị ơi, em còn đang đượm buồn đây. Tại sao? Tại sao anh? Em ngồi nghe là đến mãi đến cuối. Rõ ràng em nhìn sang anh Hùng, em thể hiện là đây này, chuẩn bị thế này, quạch phát thế trượt nhịp. Thế rồi xong. Đẹp. Thực sự luôn. Diễn sâu thế. Diễn Quả thực là thế này. Không ngờ là Đỗ Hoàng Hiệp còn có biết diễn sâu nữa. Sâu deep luôn á. Ban nhà mình chơi rất là ăn ý luôn. Bởi vì là anh nghe những cái câu tuti là anh đủ hiểu bọn em tập với cường độ rất là nhiều. Anh rất tiếc nhưng mà anh rất tiếc nhưng mà là cơ hội đã về với lại Phượng Hoàng Lửa đúng không? Các bạn nên nhớ rằng là nói chỉ là nói thôi. Các bạn không còn cơ hội để chọn các bạn. Tôi rất vui vì điều đó. I love that. Chúc mừng chị. Rất là vui các bạn về đội Phượng Hoàng Lửa. Một cái sự trẻ trung. Các bạn làm cho tôi rất là phấn khích ngay từ đầu. Nhưng mà tôi với Khanh là không bấm liền. Tôi cần phải nghe nhiều nữa để gì? Để cảm nhận được cái sự trẻ trung đó và cái sự máu lửa của các bạn. Rất là hợp với Phượng Hoàng Lửa. Yeah, tôi đang đợi cái sự lửa đó. Tôi thích cái bạn hát. Bạn tung tăng ở trên đó. Bạn không cần biết nó là gì. Được hát là vui rồi. Anh Hùng có nhớ cái lúc mà Microwave lần đầu tiên được đứng trên sân khấu chung với Bức Tường. Em cũng mặc một cái áo màu đỏ giống như vậy. Và nhìn cái đội hình đó. Vậy là các bạn có sự tương đồng cả ngoại hình so với anh em Microwave luôn rồi. Yeah, đó là một chi tiết và em cũng cảm nhận được khi mà anh Khanh vừa bấm một cái là trên đây có một câu vút cao và nó làm cho em liên tưởng tới đội hình của Microwave kinh khủng. Và em chưa giờ em thấy anh Khanh phấn khích với một bài nhạc nào mà nhúc nha nhúc nhích rồi gỡ mất kiến, nói chung là rất nhiều động tác. Em theo dõi anh, em thấy hết nha anh Khanh. Riêng về bạn vocal, thật ra tôi thấy bạn cười rất dễ thương, rất đẹp. Đó. Tôi muốn thấy niềm vui, muốn thấy năng lượng này. Không biết là nãy giờ bạn có bị căng thẳng quá không? Đây cũng là lần đầu tiên em tham gia một chương trình chuyên nghiệp như thế này, thì nên em trong lòng em hơi có một chút hồi hộp rồi. Hồi hộp. Và chúc mừng các bạn, chúc mừng Poseidos đã trở về với đội của Phương Thanh nữa. Và đây là Poseidos Mãi Đỉnh. Cảm ơn Poseidos rất nhiều. Của mình đây rất là cháy, vui, cảm thấy rất là sung mãn, cảm thấy rất là tích cực và sung mãn, rất sung mãn. Bọn mình thì cũng không mong muốn gì về top 1 đâu, nói chung là có thì vui mà không có thì cũng vui. Dù sao thì cũng đã vô rồi, thì mục đích ban đầu của tụi mình thì cũng là vô được trận này thôi, nhưng mà rất vui và mong muốn của tụi mình muốn được là phát triển thêm một góc và mang một góc ra. Bọn mình xin hứa với khán giả là sẽ cháy hết mình và sẽ bùng nổ hết mình tại vòng 2. Poseidos Mãi Đỉnh. Aqua xin chào. Aqua có nghĩa là nước. Nước nó gần gũi với mọi người. Nước là sự thân thiện. Nước là sự bắt đầu của mọi thứ. Chúng ta nên bắt đầu bằng nhiều cái sự yêu thương nhất, như cách mà chúng ta yêu thương nhau. Mỗi thành viên trong Aqua là dân IT, suốt ngày gõ bằng phím không? Cái áp lực của những cái câu chuyện đó nó được giải tỏa bằng âm nhạc, là thế là gắn kết nhau như những giọt nước. Mỗi người ở trong band đều có thể sáng tác cả. Bài hát đầu tiên mà AquaBand mang tới là Sống Trọn Từng Phút Giây. Con người ta ít nhớ ngày vui, dù chỉ là một lần. Chúng ta chỉ cần nở nụ cười mạnh mẽ, sống trọn với nhau từng phút từng giây, nghĩ tới nhau. Đó là điều cuối cùng chúng ta cần phải đạt được. Sớm mai giờ lại sợ nhận ra ngày vui bên nhau là cuối cùng. Giờ có lúc cơn bão xua tan đam mê giấc mơ dở dang. Ngày đã ngày qua đi chẳng biết đâu là chốn yên bình. Vài lần cứ hỏi ta là ai trong thế gian. Giờ mình nhận ra yêu thương quý giá hơn nhiều thứ trên đời. Là thế, càng cố nắm lấy càng vượt qua tay. Khi giấc mơ mong manh chưa đầy. Là thế, mấy ai trong quên được chuyện hôm qua. Khi vết thương hằn sâu chưa lành. Hey, yeah, yeah. Cuộc sống quá ngắn, ta lay hoay tìm hạnh phúc riêng mình, chạy theo khao khát, yeah. Ta quên đi thời gian của mọi người. Từng cố níu kéo những giấc mơ mãi xa vời, dù có tiếc nuối. Bước chân con phố quen lau rơi. Tự hỏi lòng mình sao thơ với những nụ cười. Từ một chút ấm áp sâu trong đôi mắt hai mỗi sớm mai. Giờ đã sợ nhận ra ngày vui bên nhau là cuối cùng. Rồi có lúc cơn bão xua tan đam mê giấc mơ dở dang. Ngày lại ngày quá đi chẳng biết đâu là chốn yên bình. Vài lần cứ hỏi ta là ai trong thế gian, dòng mình nhận ra yêu thương quý giá hơn nhiều thứ trên đời. Come on. Là thế, càng cố nắm lấy, càng vượt qua tay khi giấc mơ mong manh chưa đầy. Là thế, mấy ai cho quên được chuyện hôm qua khi vết thương hằn sâu chưa lành. Here we go. Hey, yeah, yeah. Cuộc sống quá ngắn, ta lay hoay tìm hạnh phúc riêng mình, chạy theo khao khát, ta quên đi thời gian. Đừng cố níu kéo những giấc mơ mãi xa vời, dù có tiếc nuối cũng quên nhanh ngày qua, và ta rất ít nhớ ngày vui dù chỉ một lần, còn trong ký ức những vết sẹo thời gian. Ben gặp lại đó. Đội hình gấp đôi ta. Có thành viên đông nhất từ đầu đến giờ. Chắc em nghĩ cho em xin xuống dưới huấn luyện viên đứng à. Tại vì cộng hết huấn luyện viên với em thì cũng mới bắt ngang ngựa với Ben. Ở đây là Ben đông nhất, hoành tráng nhất đến thời điểm hiện tại. Vẹn giờ số lượng huấn luyện viên chọn các bạn như là tất cả. Ở đây tôi nhìn thấy đội hình các bạn làm cho tôi cảm thấy phấn khích trước. Có thể chúng tôi không phải là người bấm trước, nhưng mà các bạn nên chọn người hiểu các bạn hơn. Tôi thấy các bạn đi một ca khúc, nhưng chính các bạn có thấy nó dài hơn so với bình thường chút xíu. Nó có thể gãy gọn hơn. Nếu là mình chừa nó cho bài hát tiếp theo thì nó sẽ hay hơn. Và mình mong là nếu mà về tay bất cứ huấn luyện viên nào, các bạn sẽ tiết chế được chuyện đó và các bạn sẽ là the best. Đội hình đông nhất trong Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Phi có đọc profile của các bạn, Phi có thấy là band được thành lập vì một lời hứa của tuổi trẻ. Phi muốn các bạn chia sẻ về thông tin này được không ạ? Dạ, chính xác là một lời hứa tuổi trẻ. Đại loại như là chúng ta đã vô tình thốt ra một lời hứa với ai đó. Nhưng mà em xin phép anh Hoàng, leader của band, và em cách đây khoảng gần 10 năm trước thì anh em vô tình quen biết nhau ở trong một cái sân chơi nhạc ở Sài Gòn. Và sau đó em có đi bộ đội thì anh Hoàng mới nói với em là mày đi ra quân tao với mày chơi nhạc. Một câu nói vô tư như vậy thôi, nó giống như là nó có một cái điểm đến của hai anh em. Có nghĩa là hai anh em đi làm tất cả các công việc ở Sài Gòn, nhưng mà nó hướng về một điểm, và hai anh em gặp nhau và AquaBand ra được. Yeah. Cái điều đấy rất quan trọng, bởi vì là cái lời hứa của tuổi trẻ, lời hứa của những người đàn ông và những người chơi nhạc rock nó rất là quan trọng, thể hiện cái bản lĩnh của chúng ta. Khi mà chúng tôi vẫn còn trẻ, chúng tôi cũng có những lời hứa với nhau. Tôi với cả anh Trần Đập là đã có những lời hứa với nhau là chúng tôi sẽ chơi nhạc đến khi nào mà không còn khán giả nghe Bức Tường nữa thì thôi. Chúc cho các bạn là sẽ tiếp tục cái hành trình của mình và có thêm rất nhiều khán giả. Em xin cảm ơn. Một lời hứa thổi bùng đam mê trong hai bạn. Và tôi nghĩ là cái đam mê đó nó không nằm ở hai bạn nữa. Tôi thấy một đội hình cực kỳ đông. Đó, có nghĩa lời hứa đó nó chỉ mang tính chất gọi là cái điểm khởi đầu của một AquaBand như bây giờ, chứ còn lại tất cả các thành viên của AquaBand đều quan trọng như nhau. Thiếu bất kỳ một ai thì chúng tôi đều không có thể nào tự tin trên sân khấu giống như vừa rồi được. Wow, một tràng vỗ tay cho AquaBand. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nhận xét từ các huấn luyện viên về phần trình diễn vừa rồi. Xin mời anh Khanh ạ. Tổng thể cái ca khúc vừa rồi nó rất là hay, rất là sạch sẽ, chỉnh chu. Nhưng mà mình nên cắt ngắn cái phiên khúc lại. Giống như là viết một bài văn, cái mở bài quá dài thì còn đâu cái thân bài, phát triển và kết luận, chỗ đâu các bạn làm. Ngắn cái phần mở bài lại là sẽ hay hơn. Chứ không phải tôi đã nói là hồi nãy hát nghe dài quá là cái ý đó à? Sao mình thấy chưa đủ nhỉ? Có người lại thấy không đủ. Anh Hiệp sao ạ? Anh Hiệp có ý kiến gì? Anh Hiệp quen với lại dạng trường ca, nó nhiều chương nhiều thì rồi, cho nên là với ảnh nó vẫn là ngắn. Thực sự là so với cả nhạc của ban nhạc Ngũ Cung như thế này vẫn còn ngắn, vẫn là bình thường. Đúng rồi. Đầu tiên là Hiệp đánh giá rất cao cái việc là thực hiện lời hứa. Nó là sự bản lĩnh và nó rất hợp với chương trình này. Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh cơ mà. Bản thân Hiệp cũng xuất thân từ một chương trình được tên là Tiger Translate. Hiệp đã có kinh nghiệm đi thi rồi, và mình đã có kinh nghiệm trải qua rất nhiều các sân khấu. Chẳng cớ gì mà không về với Mãnh Hổ Gầm cả. Về trình độ chơi nhạc của các bạn thì tôi thấy rằng là các bạn chơi rất là đồng đều, và tôi rất thích các phần solo guitar. Mặc dù là trong một bộ áo vest mang tính chất hơi công sở đấy, nhưng mà các bạn vẫn bùng cháy được. Dù thế nào cái ngọn lửa của bạn từ bên trong phát ra. Nếu mà về với đội của chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẽ khiến cho các bạn hay hơn từ cách mà các bạn trình diễn trên sân khấu. Lúc anh Khoa và anh Hùng đang cố đưa AquaBand về với đội của Đại Bàng Trắng thì chúng tôi thấy ở phía Mãnh Hổ Gầm có những chiếc lông vũ rung rinh nhúc nhích rất nhiều. Quay lại thì đó nó đang thể hiện cái phản ứng của chị Phương Thanh. Aqua biết không, từ bữa giờ nhờ cái chùm lông này nè mà mình đã cướp được rất nhiều đội xuất sắc như đội. Cướp nha, chứ không phải thuyết phục, cướp luôn đó, không có nói nhiều. Band nào mà được góp ý nhiều nhất đó mới là band được chú ý đó các bạn, chứ không phải góp ý nhiều là các bạn giỏi đâu, tại vì các bạn có tiềm năng. Bài này là sáng tác đúng không? Sáng tác vậy là quá hay đó. Phương Thanh cũng muốn cướp bài này rồi đó. Mình đi hỗ trợ mà mình đã tính tới chuyện. Ý nói là cái bài này hay đến độ mà mình ngồi dưới này còn muốn cướp bài hát luôn, là các bạn biết là các bạn lợi thế về sáng tác nè. Riêng bài này với Phương Thanh chỉ cần hát ballad thôi là đủ ăn luôn. Nó tình tứ và nó sâu và nó mạnh mẽ lắm. Nhưng khi vào cái nửa bài sau á, chú bộ đội nha, vocal nha, chú bộ đội hát hơi bị hời hợt chút xíu. Nó phá mất cái bài, chúng ta phải lưu ý kỹ giữa cái sự thay đổi của hai cái tiết tấu này. Chị Tranh, cái đó em đang tính đợi về đội em mới chỉ bạn đó, nhưng mà chị nói sớm quá. Có những cái trên lý thuyết là anh Khoa vẫn thua mà giờ nói luôn hành động, anh Khoa thua luôn. Kìa, nói được cái lỗi đấy, nó tên là lỗi groovy so với hát. Thì em nghĩ đó là phần của em. Không, cái đó ca sĩ người ta hát người ta cũng biết mà. Bình tĩnh là chúng tôi sẽ xin tạm ngắt cái phần tranh cãi này. Xin mời các huấn luyện viên chúng ta ngồi xuống. Nãy giờ Mãnh Hổ Gầm và Đại Bàng Trắng đang đưa ra những cái sự hỗ trợ, nhưng vẫn còn một sự ẩn mình từ Phượng Hoàng Lửa. Chị Siu, chị đang nghĩ vậy nè, đây là một band mà nó là lịch sự nhất. Ủa còn em từ đâu đấy à? Không em bình tĩnh lên. Đang nói band chứ chị rất là thích cái sự mà trân trọng, vì là các bạn đều mặc vest và không ngờ là các bạn đánh những bài hát bùng nổ như thế. Tôi thấy các bạn rất là lịch sự, nhưng mà ở bên trong lịch sự đó một cái gì đó phá cách, một cái gì đó nó bùng nổ, một cái gì đó nó cháy. Đây là một bên nhạc đông nhất, nhưng mà tôi thích cái điều đấy. Có vẻ như tất cả các huấn luyện viên đều muốn có Aqua trong tay. Và bây giờ chúng tôi sẽ dành cho các bạn một ít thời gian để có thể thảo luận xem các bạn sẽ đến với đội nào: Mãnh Hổ Gầm, Đại Bàng Trắng hay Phượng Hoàng Lửa. Xin mời. Chắc chắn sẽ về với đội chúng tôi. Bác chắn này. Và các bạn đã có câu trả lời của mình. Aqua ban nhạc được thành lập bởi một lời hứa của tuổi trẻ, và cuốn theo lời hứa đó là rất nhiều những tuổi trẻ khác cùng góp tay vào một sự bản lĩnh. Và kết quả các bạn sẽ về với AquaBand cũng đã họp với nhau một chút xíu thời gian, và cái hình ảnh mà AquaBand cùng nhìn thấy chung đó là một biển trời đại dương và một con phượng hoàng lửa ở trên đại dương đó. AquaBand xin phép được chọn phượng hoàng lửa. Và Aqua đã thuộc về Phượng Hoàng Lửa. Chúc mừng Kinh Hà. Cái cảm giác nó rất là bất ngờ khi mà coi AquaBand diễn. Tại vì như các bạn cũng biết là mình đã một thời gian mình hoạt động trong nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì những cái phong cách style của những bạn đó là nhìn kiểu chỉnh chu giống như cái bộ đồ mình mặc trên người hiện giờ đó. Nhưng mà nó vẫn toát lên cái lửa khi các bạn đó diễn trên sân khấu. Thì mình muốn nương vào cái đó. Cũng là những cái trang phục như vậy mà sắp tới là sẽ lịch lãm, sẽ dữ hơn nữa, nhưng mà nhạc nó sẽ còn hoành tráng hơn và nó bùng nổ hơn nữa. Vậy rất giống nhau. Siu ơi, Siu làm một cú là Siu hốt hết. Và các bạn là AquaBand. Tuyệt vời. 1, 2, 3, 4. Mà nói thì với ba đội huấn luyện viên thì huấn luyện viên nào cũng chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ là sẽ trao dồi kinh nghiệm cho em tốt hơn, nhưng mà có một sự lựa chọn phù hợp là Aqua bên của mình là nước thì chọn Phượng Hoàng là lửa. Cho dù như thế nào đi nữa thì AquaBand vẫn chơi hết mình, vẫn cán hết lửa trên sân khấu. Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Raccoon Band. Cái tên Raccoon được bắt nguồn từ gấu mèo á. Em có xem phim Vệ binh giải ngân hà và em cảm thấy chú gấu mèo Rocket đấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và kiểu khá là tinh quái. Em rất thích, thế nên là em đã đặt tên nhóm là Raccoon. Chúng em sẽ giữ như gấu và dễ thương như chú mèo vậy. Raccoon được thành lập vào năm 2021 ạ. Đây được xem là buổi biểu diễn đầu tiên với nhau trên một sân khấu lớn mà bọn em khá là hồi hộp và khá là thích thú. Hãy theo dõi và cảm nhận âm nhạc của Raccoon, dữ như gấu và dễ thương như mèo. Xin cảm ơn phần trình diễn của Raccoon. Cứ mọi thứ các bạn thiếu một tí xíu thôi. Tôi nghĩ rằng là, nhưng mà tôi nghĩ như này, các bạn còn rất là trẻ. Các bạn đừng buồn khi mà không được chọn vào lúc này. Có một cái điều gì đấy là nó hơi kiểu như là nó chưa đủ cái sự tự tin cũng như là cái sự chuẩn bị cho một cái chương trình như thế này nó đủ tốt. Thật sự ra này em hát chưa có dạn, tụi em chưa dạn chỉ sân khấu lắm thôi. Lúc mà tập thì có thể là mạnh mẽ hay hơn nhiều, nhưng mà khi ra tới sân khấu này thì lúc đầu bao giờ nó cũng là vậy. Chị chúc tụi em giữ vững tâm huyết, vững mạnh niềm tin, cố gắng lên, con đường mình còn rộng lắm, mình còn dài lắm, cứ thoải mái lên. Các bạn cũng đã vượt qua rất nhiều thứ để có thể có mặt tại sân khấu Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh ngày hôm nay. Hãy giữ ngọn lửa đam mê đó, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Chúng ta sẽ gặp lại Raccoon, một Raccoon đầy bản lĩnh. Ở mùa sau, một tràng vỗ tay dành cho Raccoon. Xin chào mọi người, chúng mình là Unlock. Chúng mình luôn muốn khai phá cái tiềm năng của bản thân, vượt ra khỏi cái giới hạn của chúng mình, và mình muốn bứt phá ra khỏi đó. Nên chúng mình đặt tên là Unlock. Sân chơi Rock này là sân chơi đầu tiên mà anh em đứng trên sân khấu lớn, là một cơ hội để anh em có thể hiểu nhau nhiều hơn nữa. Chơi hết mình. Chơi hết mình thôi, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Unlock đã chuẩn bị một ca khúc do chính Unlock sáng tác, dựa trên cái hoàn cảnh của mình, về những bế tắc trong cuộc sống. Dù kết quả có ra sao thì chúng mình cũng sẽ bùng cháy trên sân khấu hết mình để chinh phục tất cả các huấn luyện viên, bởi vì chúng mình là Unlock. Sao ta một mình đã bước gánh gồng, đời không lối thoát, từng ta bé bàng như một gã khờ, mệt mỏi vô ích cùng vui nơi đâu. Cứ hoài thắc mắc vì sao bế tắc cứ tìm đến ta, người thì cứ sao hoa chẳng ngà, mình lại hoài tìm hoài chẳng ra. Mặc kệ thế gian đã cười chê thì ta vẫn cứ là ta, chìm đắm trong cơn nề chê để tìm thấy ta trong cơn mê. Ai đã vẽ được không lối đi, nhấp chén rượu nồng đến tận đáy lòng. Ngày hôm qua đã trôi xa, dẫu tiếc nuối cũng chả được gì, dù trong gai đường buông xuôi, chưa thấy sông mà ngã tay trèo. Vì đời không như mơ, vì tình không như thơ, hãy vượt qua chính mình sẽ thấy anh dương xa. Bóng tối thấy trôi cuộc đời lạc loài vào những chỗ hoang tàn, tôi hãy buông tha. Tôi đâu có nghiệt ngã định mình là mông lung, tất cả những lạc lối tôi chỉ muốn say, say, say. Mặc kệ thế gian đã cười chê thì ta vẫn cứ là ta, chìm đắm trong cơn đê chê để tìm thấy ta trong cơn mê. Ai đã vẽ được không lối đi, nhấp chén rượu nồng đến tận đáy lòng. Ngày hôm qua đã trôi xa, dẫu tiếc nuối cũng chả được gì, dù trong gai được buông xuôi, chưa thấy sóng mà ngã tay trèo. Vì đời không như mơ, vì tình không như thơ, hãy vượt qua chính mình sẽ thấy anh dương xa. Ngày hôm qua đã trôi xa, dẫu tiếc nuối cũng chả được gì, dù trong gai được buông xuôi, chưa thấy sóng mà ngã tay trèo. Vì đời không như mơ, vì tình không như thơ, hãy vượt qua chính mình sẽ thấy anh dương xa. Vừa rồi là phần trình diễn của band Unlock. Nửa bài đầu á thì các bạn có vẻ nhiệt nhàng được, nó hơi lủng củng. Có thể là do rung, nhưng mà nửa bài sau trở đi anh thấy lấy lại được cái lửa đó. Nhưng mà nếu mà về đội anh thì anh sẽ làm cho cái bài này và tất cả những bài sau nó sẽ hay hơn nữa, nó chặt chẽ hơn nữa. Phải nói là phải về đội anh. Nói chung là không có, mình đã bấm trước rồi. Thực ra là đại bảng trắng rất là tiếc khi mà không bấm, bởi vì là anh em chúng tôi thấy là cái màu, cái chất nhạc này nó rất phù hợp với cả đại bảng trắng về tính tích cực của lời ca cũng như là các cái câu clip rất là chặt, và những cái điều đó khiến cho tôi rất thích. Tuy nhiên là trong cái đội của đại bảng trắng ấy thì đã có những chiến binh và cũng có những cái màu sắc nó có sự tương đồng. Khi mà vào trong những cái đội mà cùng màu sắc với nhau mà sẽ phải lựa chọn, đó là một cái việc rất đau đầu đối với cả các huấn luyện viên. Cho nên là rất là may mắn và xin chúc mừng Unlock đã về với đội Phượng Hoàng Lửa. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn rất nhiều. Phải nhận xét một cách thẳng thắn. Thứ nhất là về phong cách, nếu thang điểm 10 anh chấm 8. Nhưng có một điều anh cũng rất là băn khoăn, anh chưa hiểu tại sao mà khi mà cái giai điệu của mình nó đã rất là nhiều nốt rồi mà cái phần nhạc mình cũng để quá là dày, có cái cảm giác rằng là hai cái đó nó đập vào nhau, nó không tạo nên một cái hiệu quả. Và anh nghĩ là với đội Phượng Hoàng Lửa thì anh Khanh và chị Siu sẽ có những giải pháp tốt hơn. Mục đích nếu đoạn này ta tôn hát thì ta phải giảm nhạc, mà nếu ta muốn tập trung vào nhạc thì ta lại phải giảm hát. Okay. Nhất là cái đoạn rap, đúng rồi. Hy vọng là sự đoàn kết của các thành viên trong Unlock cùng với sự hỗ trợ của hai huấn luyện viên để giúp cho các bạn bùng nổ những vòng sau. Một lần nữa xin được chúc mừng Unlock. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn rất nhiều ạ. 2, 3, vô. Vâng, mà tụi mình rất là vui và đang rất là say khi mà say như cái bài của tụi mình á, khi mà tụi mình á vào được vòng trong và đang vào được đội của chị Siu và anh Khanh, mà cũng không nghĩ là chị Siu và anh Khanh sẽ bấm mình. Hãy ủng hộ cho tụi mình nhé. Tụi mình là Unlock, Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Yo! Xin chào tất cả mọi người, bọn mình là Phách Ca. Phách Ca hiện tại thì đang có 5 thành viên. Phách có nghĩa là trống và ca có nghĩa là ca hát, là hai thành viên đầu tiên của Phách Ca. Mình là thành viên chơi trống và anh Hải là người sáng tác chính và hát. Anh không thể có mặt được tại chương trình lần này. Một cái ý nghĩa khá là hay của Phách Ca thì khi mà đọc lại đi nó là phá cách nữa. Trước đây thì mình cũng là một người rất là tự ti về ngoại hình của bản thân, nặng hơn bây giờ rất là nhiều. Nên là sau khi mà được tiếp xúc với nhạc rock, mình đã có động lực để thay đổi ngoại hình, thay đổi bản thân và trở nên tự tin hơn, giúp mình gắn kết được với rất nhiều những anh em bạn bè tuyệt vời. Đó cũng chính là những người sẽ đồng hành cùng mình trong chương trình lần này. Dàng du dương bấy lâu bên tôi êm đềm, dù tôi êm đềm gió vẫn chỉ đang dần lối tới đâu bên kia chân trời, nơi kia xa vời. Sẽ vượt xa rừng nào, sẽ sâu lên đường nào, sẽ đi con đường nào, tôi đâu nào biết chưa. Xa xa tôi đang lắng nghe âm thanh với gọi, ánh sáng với gọi. Lướt trên mặt biển ánh nắng chiều qua, lấp lánh trói lọi, ấp nắng trói lọi. Sẽ vượt xa rừng nào, sẽ sâu đến đường nào, sẽ đi con đường nào, tôi đâu nào biết chưa. Một ngày tình tuyệt lệ, quá tình tuyệt lệ, nước trên biển lớn cùng bao sóng gió che vơi, ước mơ như con thuyền. trình diễn cực kỳ bùng nổ của những thành viên của ban nhạc Phách Ca. Cảm giác của bạn như thế nào khi được cả ba đội huấn luyện viên bám chọn? Xin mời. Rất là bất ngờ và quá tuyệt vời. Thôi bây giờ cái chuyện bấm trước hay sau không quan trọng, thậm chí kể cả cái tên cũng không quan trọng luôn. Các em đến từ Hà Nội đúng không? Nghe tiếng giọng Hà Nội. Dạ đúng rồi ạ. À ok. Ok đấy, thế okay, cơ mà. Thế. Đừng tính về chuyện bấm trước bấm sau nữa ạ. Nếu mà bấm đầu tiên là mấy anh quay phim bấm trước ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhận xét từ đội Mãnh Hổ Gầm, người bấm cuối cùng. Xin mời anh Hiệp. Về phần nhạc của mình ấy, quá là ok luôn. Yeah, chính xác. Quá là tuyệt vời luôn. Chỉ có một điều rằng là hát chưa được rõ lời lắm. Về đội Anh cũng được, về đội Phượng Hoàng Lửa cũng được, về đội Đài Bằng Trắng cũng được. Bởi vì ở đây chúng ta đều có thể sửa được cái phần đó. Nhưng mà mình thấy vocal rất có phong cách. Không, yeah. Đây chúng ta chưa bàn đến phong cách vội. Và tiếp theo anh muốn em kiểm soát một chút nữa cái phần cháy của mình ở trên sân khấu. Bởi vì anh để ý là khi mà có huấn luyện viên bấm một cái là anh thấy có hơi chệch một xíu. Mừng quá, vui quá. Anh cảm giác như kiểu nó bị mừng quá, thế nên là nó bị chệch một xíu. Thì anh nghĩ là để chuyên nghiệp thì phải kiểm soát được cái phần đó. Cái chất giọng của vocal rất là tốt. Vì có những lúc bỏ nhỏ rất là êm ái. Yeah. Chính xác không? Yeah. Ngoài cái độ lực mạnh ra thì cái bỏ nhỏ quá hay luôn, yeah. Quá tuyệt vời. Nói về vocal thì không bàn rồi. Nhạc quyến rũ chất và có cái chất riêng của mình. Nói chung là chị xí tụi em là chị dành về cho đội chị Siu. Kỳ này chị sẽ chiến đấu với Đại Bàng Trắng để gom lửa, gom về đội Phượng Hoàng Lửa cho chị Siu, ok không? Em okay, không đồng ý, em không đồng ý. Các em phải về đây. Không, phải về Mãnh Hổ Gầm. Em thấy không? Nếu thế em hãy ủng hộ cho Đại Bằng Trắng. Đội kia là đã có lực. Ok, đội hình tan rã. Tan rã luôn. Ok, tan rã luôn. Tiêu các bạn rồi, các bạn đã phạm quá nhiều sai lầm rồi. Thứ nhất là bạn chống lấy dùi chọi vào màn hình LED. Các anh màn hình LED đang ngồi dưới đang đợi các bạn. Rồi bây giờ các bạn còn làm cho đội Mãnh Hổ Gầm phải xích mích với nhau nữa. Đội Mãnh Hổ Gầm đã tự mình loại ra khỏi cuộc đua rồi. Chưa nói. Đây là kế hoạch thôi. Bọn em có một cái năng lượng rất là trẻ và anh cực kỳ thích cái cảnh mà bạn chơi trống tuyệt vời cùng cả tùng bass. Phần solo guitar thì anh thấy rằng là có hơi chệch choạc một chút, nhưng mà đó là chính là thế mạnh của anh và anh sẽ làm cho bọn em gắn kết và sẽ tốt hơn rất nhiều. Bọn anh nghĩ rằng là đây chính là đội của chúng ta. Đó là anh nghĩ thôi, chứ còn em thì em thấy chắc nó đã thành luôn này. Đúng rồi, chắc chắn. Trời ơi, tại vì là em chưa gì là em đã thấy là ở đây là một hình ảnh, không những chỉ là hình ảnh mà chất liệu âm nhạc lẫn những cái cách mà các bạn trình bày mình thấy cực kỳ thời trang. Cách mình pha. Bỏ qua cách này là cách pha, pha cách đúng rồi. Ok, Phách Ca. Cách pha Phách Ca. Mình chỉ biết là đó là cái việc mà các bạn đưa cái hơi thở thời đại vào. Mình cũng như anh Hùng bị thuyết phục hoàn toàn ở ngay cái khoảnh khắc mà bạn bass với lại bạn trống jamming với nhau thực sự như là trong phòng tập, và đó chính là cái điều mà chúng tôi cần. Thêm một ý nữa là trong bài hát của các bạn ấy có một cái câu là sẽ đi trên những con đường mà ta chưa hề biết trước ấy. Đó cũng chính là con đường không tên mà Bức Tường và anh Khoa đã lựa chọn. Hay nè, anh có nghe một cái câu gì đó mà không rõ lắm. Tụi em có thể về đội của anh để hát cho anh nghe rõ hơn được không? Wow, chiêu này mới lạ. Chúng ta đều đi trên một con đường mà nó vô cùng khó khăn, nhưng mà đó là con đường mà của trái tim và có của lòng dũng cảm. Đó chính là một cái mối lương duyên giữa Phách Ca và đội Đại Bàng Trắng. Nói chỉ là nói thôi, giống như là mình chỉ, đúng không? Thì chị cũng đang nói mà. Nói chung như này các bạn trải ra một cái tấm thảm mà để cho các em phải nghĩ rằng là trời ơi, cái gì đó nó đẹp. Nhưng mà mấy em đừng lầm nha, nhìn đi rồi thấy cái sự cái gì là bóng bẩy đó, mặc áo da, đeo kính đen, đâu phải như thế đâu, đâu phải như thế là làm được cái gì đâu. Nói chung là thế. Nói chung là như này, tôi phải nỗ lực để các bạn về đội tôi. Các bạn biết tôi rồi chứ. Lửa mà. Lại lửa nữa. Khanh ơi, thuyết phục tiếp. Đuổi. Khanh cố lên. Phần lên đuổi. Bây giờ anh hỏi các em có muốn một ca khúc trọn vẹn về lời, về hòa âm, và khi các em đứng trên sân khấu á, các em đừng để xung quanh ảnh hưởng tới các em. Các em phải là người dắt người ta. Thử trải nghiệm với Phượng Hoàng Lửa đi. Wow. Mình phải là người dẫn chuyện, chứ đừng bao giờ để cho khán giả dẫn mình. Wow. Một người thì nói là đi chung đường với anh, đi đường này anh đi rồi nè, tụi em vô đây đi chung cho vui. Còn một bên thì muốn các bạn dẫn dắt một con đường hoàn toàn mới. Từ nãy đến giờ Mãnh Hổ Gầm chỉ giả vờ tan rã thôi. Cái đoạn cuối này căng. Anh ngồi nghe từ nãy đến giờ không một ai nói đến một phần rất quan trọng trong cách chơi nhạc của bọn em, đó là phần backing track. Và cái phần đấy là phần cực kỳ quan trọng, nó tạo nên một cái tổng thể cho bọn em. Thôi xong rồi, chúng ta lại về em hãy lựa chọn, hãy suy nghĩ về đội nào là quyết định của em. Cái phần backing track thì nó là hoàn toàn là bình thường. Không, em không nói. Anh ơi, anh ơi, nếu như ta dựa trên một con đường ấy, cái bình thường nhất là đi đôi chân, đúng chưa? Phần backing track rất quan trọng. Đúng rồi, chuyên gia làm backing track ngồi đây rồi, yên tâm đi. Này có 4 chân, đội đại bàn trắng chỉ có 2 chân. Phụng Hoàng Lửa, tấm hình nó không thấy chân luôn ạ. Tấm hình nó không thấy chân của Phụng Hoàng Lửa ạ. Ok, thật ra rất khó cho các bạn cũng như rất khó cho những cặp huấn luyện viên của chúng tôi. Ai cũng muốn có Phách Ca trong tay hết, nhưng quyền quyết định là của các bạn. Một vài giây đủ để suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng của ta. Ok, xin mời các bạn. Dễ thương quá, team này đáng yêu quá. Team này đáng yêu. Anh rất tự tin à. Lần này anh lại đeo mắt kính đây. Mày ngủ, quay hết ra nữa. Diễn được, diễn sâu. Trời ơi, Lý Thuyết tôi diễn dữ lắm. Trời đất, trời đất ơi. Sâu điếp ấy hả? Vâng, kết quả đã có ạ. Phách Ca đã đưa ra tên của cặp huấn luyện viên đầu tiên mà Phách Ca sẽ không vào đội. Chúng ta sẽ loại trước một cặp huấn luyện viên. Chết trời, rồi xong huấn luyện viên vừa bị loại thì làm gì cái gì bây giờ? Chúng tôi xin được loại trước một cặp huấn luyện viên, đó chính là Mãnh Hổ Gầm. Xin cảm ơn. Làm hết hồn, làm hết hồn. Mãnh Hổ Gầm đã không được rồi, chúng ta chỉ còn lại đại bàn trắng và Phượng Hoàng Lửa. Anh ơi, ngồi xuống đi anh. Có vẻ như là cái phần mà tranh cãi của hai huấn luyện viên làm cho các bạn hơi sợ một chút xíu, chưa đủ tin tưởng. Anh Hùng khóc hả? Anh Hùng khóc xong rồi. Con đường không tên nhưng không cần phải xúc động như vậy anh Hùng ơi. Và các bạn khỏi múa đọc tên cặp huấn luyện viên và đội mà các bạn muốn. Thực sự thì hôm nay được có mặt tại đây và được trình diễn trước những cây gạo cội của làng nhạc rock Việt Nam thì bọn em khá là tâm lý, nhưng rất là cảm ơn các anh chị đã có những cái lời khuyên và những lời góp ý chân thành. Đầu tiên thì Phách Ca xin được cảm ơn tất cả các anh chị một lần nữa. Và như vậy thì trong trái tim của các thành viên Phách Ca thì đã có câu trả lời cho chúng em. Và em nghĩ trên một con thuyền lướt trên một biển lớn và để tìm đi ước mơ của mình thì cần có một hoa tiêu dẫn đường và có một cái đôi mắt thật là tinh anh và không thể khác hơn ngoài đại bàng trắng ạ. Come on, come on, come on, chúc mừng Phách Ca, chúc mừng đại bàng trắng. Thật tuyệt vời khi mà một chiến binh rất mạnh như là Phách Ca đã về với đội đại bàng trắng, bởi vì là chúng tôi đều có chung một cái tư tưởng về một cái chuyến đi, về một con đường và một cái đích đến thật sự là tốt đẹp và đáng chờ đợi ở ngày mai. Và chúng tôi sẽ thấy rất rõ rằng là Phách Ca ở đâu đó có nhiều cái chất liệu để chúng tôi có thể cùng nhau đi đến một cái đêm chung kết thật sự là hợp lý. 1, 2, 3 Phách Ca. Rất là may mắn là Phách Ca đã được cả 3 huấn luyện viên lựa chọn. Đây là một team rất là phù hợp với cả Phách Ca, do là anh Trần Tuấn Hùng thì sẽ có thể hỗ trợ bọn mình về phần guitar, nhạc cụ, và anh Khoa thì có thể giúp mình nhiều hơn về cách bùng nổ và trình diễn trên sân khấu. Rock Việt Tiger bùng nổ bản lĩnh. Kết thúc đêm diễn thứ hai của vòng rạp đội, đội Mãnh Hổ Gầm đã có thêm ban nhạc pop và nâng tổng số thành viên trong đội lên thành 4. Đội Phượng Hoàng Lửa cũng không hề kém cạnh với việc bổ sung vào ban nhạc Aqua, Poseido và Unlock để có được 4 thành viên. Đội đại bàng trắng đang đi sau với ban nhạc Brainwave và Phách Ca vừa mới được thêm vào. Vâng, và đó là tất cả những gì có trong tập 2 của vòng lập đội. Các bạn đã theo dõi Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh và các bạn đừng bao giờ quên giờ phát sóng của chương trình nha. 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình HTV 7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông MOV và xin cảm ơn nhãn hàng Tiger Beer đã cùng đồng hành với Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Và nhân dịp năm mới, chúng tôi xin được chúc quý vị khán giả xuân mãnh hổ, năm bùng nổ. Các bạn đã theo dõi Rock Việt Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Phương Thanh biết rằng là tất cả sự lựa chọn nằm ở phía các bạn hết. Nhưng cái nhân này quan trọng nè. Cái nhân này mới là quan trọng. Cái bánh nào cái nhân nó cũng là quan trọng nhất. Chúng tôi đưa ra lựa chọn nó sớm nhất. Có mỗi cái việc sớm nhất, nhắc đi nhắc lại. Thỏ ơi, em biết thỏ ở đâu không? Trong rừng. À, rừng ở đây. Hổ nó thực tế, còn đại bàng với phượng hoàng ở trển. Bánh hổ là ăn thỏ mà. Đúng rồi, nguy hiểm lắm em ạ. Nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm lắm. Em nghĩ không được đâu. Các bạn hãy dừng hết tất cả cái trò. Vâng. Hãy dừng hết lại đi. Hết sức bình tĩnh.